kinh hoàng, những cái chết của gia đình ba đời làm đồ tể. Nếu không phải là một người tin vào tâm linh, chắc hẳn bạn cũng chưa từng nghe qua về cái nghiệp quả của nghề giết mổ. Nó được nhắc đến rất nhiều trong kinh Phật, với những cửa ngục tối tăm đầy hình phạt đau đớn. Nhưng dù nghiệp quả của nghề giết mổ là gì thì chúng ta cũng đều rất mơ hồ và chỉ đọc qua sách vở. Ngày hôm nay, kênh Tử Vi sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện tâm linh về cái nghiệp của nghề giết mổ này. Hy vọng nó sẽ cung cấp cho các bạn những cái nhìn gần hơn về cái nghiệp sát sinh. Tất nhiên, trong cuộc sống của chúng ta, có cầu thì ắt sẽ có cung. Nếu không có ai làm nghề giết mổ gia súc, gia cầm, thì không có đủ lương thực, thực phẩm để có thể phục vụ cho nhu cầu hàng ngày của con người. Nhưng những con vật mang tính linh mà người ta vô tình giết hại sẽ phải khiến cho họ mang phải nghiệp chướng vô cùng nặng nề. Xin mời các bạn cùng nhau lắng nghe câu chuyện. Làng Phú Thành có rất nhiều người hành nghề đồ tể, nhưng nổi đình đám nhất vẫn là gia đình anh Trung, có truyền thống ba đời làm nghề sát sinh. Ông nội Trung vốn là người chuyên giết mổ gia súc, chế biến thức ăn cho binh lính Pháp tại các doanh trại thời Pháp thuộc. Được thừa hưởng nét tài hoa của ông nội, bố Trung nấu nướng rất ngon. Quán lòng lợn tiết canh của ông trên con đê đầu làng lúc nào khách cũng đông nườm nượp. Đến khi đời của Trung, cơ nghiệp gia đình đồ tể giàu có ấy mới thực sự phất. 6 tuổi đầu, Trung đã được bố tâm bổ mỗi sáng một bát tiết tươi và một quả mật lợn nóng hồi. Không biết có phải nhờ công dụng của cả núi mật lợn ấy mà Trung lớn nhanh như thổi, khỏe như trâu, và nghiễm nhiên Trung trở thành người kế thừa tổ nghiệp của tổ tiên. Kỹ năng giết mổ của Trung đạt đến trình độ thượng thừa, nhanh như chớp, một nhát chày ngang gáy, con lợn quay lơ, không kịp kêu lấy một tiếng, con thứ hai lại tiếp tục đổ gục. Cứ thế, chỉ trong vài tích tắc, cả đàn lợn đều nằm lăn quay. 19 tuổi, Trung đã đòi lấy vợ. Vợ Trung tên Hương, 18 tuổi, đảm đang tháo vát, con một ông chủ tiệm thịt chó nổi tiếng bên làng kế bên. Trung như hổ mọc thêm cánh, kinh doanh càng phát đạt. Dịp gần Tết, mỗi ngày thịt cả chục con lợn, cho nên Trung kiếm tiền nhiều như nước. Năm 2000, vợ chồng Trung cất ngôi biệt thự 3 tầng rộng rãi với lối kiến trúc nửa Tây, nửa Tàu, vênh váo vươn khỏi lũy tre làng. Ở một làng thuần nông như Phú Thành, ngôi biệt thự đó quả thực là hoành tráng, rực rỡ, xa xỉ như cung vua, phủ chúa. Có điều, trầm trồ với vẻ lạ mắt của ngôi biệt thự hoành tráng thế thôi. Chứ nói về gia đình Trung, người dân Phú Thành nổi tiếng về truyền thống hiếu học, trọng chữ nghĩa, nhiều người thành danh trong xã hội vẫn có cái gì đó khinh miệt. Ôi giáo ơi, cái dân đồ tể mà, tiền thì nhiều thật đấy, nhưng mà thất học thì cũng chẳng có vẻ vang gì đâu. Các bậc cao niên trong làng thì ngồi uống trà và rù rỉ với nhau. Cái nghề sát sinh ấy là bạc phúc lắm. Tôi cứ ngấm ngầm theo dõi suốt mấy chục năm nay, ở trong cái làng này, phần lớn gia đình làm nghề đồ tể thì đều có hậu vận không tốt, gặp họa cho đời sau. Như thử xem nhà ông Long một lợn ở đầu thôn ấy, hai vợ chồng mấy chục năm mà không có nổi mụn con. Về già, cả hai vợ chồng đều tài biến, làm liệt dương liệt chiếu, thối thịt cả nền. Thế nên đến lúc chết, chính quyền xã còn phải đứng ra lo tổ chức mà chày. Đấy, rồi còn chưa kể anh Chí, chủ cửa hàng thịt chó gần cái chùa làng, 39 tuổi đã mắc bệnh ung thư, xương to như cái trống, nằm kêu dư dử suốt ngày đêm, đau đớn vật vã tận lúc chết. Mà nói đâu xa, ông nội tay Trung kia sáng sớm tinh mơ đun chảo nước sôi mà làm lợn, chả biết trúng gió hay là phong kinh mà ngã vật xuống đất, đầu vùi vào cái chảo nước. Đến lúc vợ con phát hiện ra, nhấc dậy thì cái mặt bị lột da, trắng bệch như lợn nó vừa cạo lông, khiếp thật. Ông bố của Trung khi đó mới ngoài 50 tuổi, buổi trưa gia đình làng uống nước với cụ Thử.
Vừa rít điếu thuốc lào, ông cụ kêu tức ngực khó chịu trong người. Ông lững thững đi về, nằm nghỉ. Lát sau, nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của bà vợ. Ôi làng Lước ơi, ông nhà tôi bị làm sao thế này? Hàng xóm chạy đến, thấy ông nằm bất động trên giường, lay không cựa, gọi chẳng thưa. Khi bác sĩ đến kiểm tra mạch, đo huyết áp, bỗng dưng toàn thân ông co giật đùng đùng, rồi ông học ra một đống máu. Ông chết một lúc rồi mà dòng máu tươi vẫn rỉ ra từ trong miệng. Nhìn cái cảnh ấy, ai cũng hãi hùng, cho nên mọi thứ trên đời đều rất vô thường và đều có nhân quả. Dung túc như vợ chồng tay chung, nhưng chẳng biết hiểm họa có thể ập đến bất cứ lúc nào. Chung thất học từ bé, lại sớm tiếp xúc với máu me, giết chóc, cho nên ăn nói lỗ mãng. Chung chẳng có thú vui gì ngoài thú vui, rượu bia và đàn bà. Đam mê nhục dục, Chung không tiếc tiền cho việc bồi bổ sức khỏe. Sau này, khi kết thân với mấy tay buôn ngựa ở Bắc Giang, Sơn La, nghe họ quảng cáo về công dụng của cao ngựa bạch, Chung đâm mê mẩn, chuyển sang sưu tầm loại cao này. Cứ chủ nhật cuối tháng, Chung mua cả con về, giết mổ tại nhà. Thịt thì đem ra chợ bán, xương nấu cao, một phần để dùng, một phần lại đem đi bán. Một hôm, tay lái buôn từ Sơn La đem xuống cho Chung một con ngựa trắng. Mắt thau đồng, móng trắng, môi trắng hồng, không có đốm đen. Buổi tối soi trước bóng đèn thì thấy hai mắt con ngựa đỏ rực như than lửa. Bộ phận sinh dục, mũi, mõm đều có màu hồng đỏ, bốn chân có móng sừng, màu cước ánh bạc. Đây là một giống ngựa rất quý hiếm. Chung sướng rơn như bắt được vàng, tay lái buôn thì dặn. À, cái con này thì nó đang có chửa, nếu mà bác sợ thì chờ nó đẻ xong hãng giết thịt nhá. Ngọt nghét 35 làm nghề giết mổ, lại vốn vô thần vô thánh, Chung không biết sợ là gì. Tối hôm đó, vợ Chung đi xuống nhà dưới, cạnh cái chuồng ngựa. Nghe qua cửa sổ, bỗng chị hét toáng lên. Chung hớt hải chạy xuống và quát lớn. Cái gì đây? Cái gì thế? Có làm sao không? Chị vợ mặt cắt không còn giọt máu, nói hổn hển qua hơi thở đứt quãng. Mình ơi, tôi nhìn xuống cái chuồng, tôi thấy có người đàn bà đang nằm ôm con. Người ta dướn mắt nhìn tôi. Người ấy nhìn tôi bằng cái ánh mắt van lơn, trông nó tội nghiệp lắm. Sợ quá nên tôi mới hét lên. Tôi nghĩ đó là điểm báo. Mình đừng giết cái con ngựa bạch ấy nhá. Chung ngửa cổ cười ha ha. Úi giời, bà xem phim ma cho lắm vào, rồi nhìn ngựa mà tưởng ra người. Chưa biết chừng có ngày bà nhìn tôi ấy lại tưởng ra chó, cho một nhát dao là toi đời. Thôi lên giường đi ngủ, bà điền đến nơi rồi đấy. Tờ mờ sáng, mọi người đã tụ tập đông đủ tại sân của nhà Chung. Dụng cụ giết mổ đã chuẩn bị xong xuôi, chảo nước sôi dùng sục. Thằng Kiên, con trai út của Chung, 16 tuổi, lực lưỡng như bố, ham hở vào chuồng dắt ngựa. Nó kéo cái mũi, rồi đánh, rồi chửi, mà con ngựa vẫn nằm im, không chịu đứng lên. Thấy vậy, Chung và mấy người bạn huỳnh huỵch vội chạy vào. Vừa nhìn thấy Chung, con ngựa bỗng nhổm dậy, hai chân quỵ xuống như van xin. Từ trong đôi mắt đồng thau của nó, hai dòng nước mắt ứa ra. Anh Chiến, bạn của Chung, thấy vậy liền khuyên Chung không nên thịt nó. Nhưng Chung phủi tay, không tin vào mấy cái chuyện nhảm nhí. Cánh tay lực sĩ cuồn cuộn cơ bắp của Chung, tung chiếc vồ thép nhanh như một tia chớp giáng thẳng xuống đầu con ngựa. Con ngựa ngã khuỵ xuống nền gạch. Nhanh như cắt, Chung rút con dao nhỏ xíu cỡ hai đầu ngón tay, xiên một nhát thật ngọt ở cổ. Tính ra chỉ mất có 15 phút, con ngựa to tướng ấy chỉ còn lại đống bầy hầy long phèo nằm giữa sân, thịt xương đã thành đống riêng biệt. Nhưng quả thật tội nghiệp cho chú ngựa con chưa thành hình ở trong bụng. Chung sai vợ đem đi rửa sạch với nước gừng rồi cho vào chiếc bình để ngâm rượu. Buổi chiều hôm ấy như thường lệ, vợ Chung sai thằng con chở xe máy đến các đại lý để gom tiền. Chung thì ở nhà mở tiệc linh đình, rượu cao ngựa bạch, uống với thịt bắp ngựa bạch. Bỗng nhiên nghe tiếng ngoài ngõ có tiếng lao xao, tiếng ai đó đang gào to. Ông Chung ơi, ông ra ngoài đường quốc lộ mà nhận xác vợ con về nhá. Chung vội vã buồng bát, leo lên xe phóng như điên.
ra đến đầu làng, giáp đường quốc lộ, đã thấy đám đông súng đen súng đỏ cố hết sức chen lách. Vừa vào đến bờ mương, chúng đứng như chết lặng. Dưới lòng mương, xác hai mẹ con nằm bẹp, hai bánh trước xe ô tô tải đè ngang qua ngực, máu mũi, máu mồm, máu tai chảy lênh láng. Giữa lòng xe tải, chiếc xe Honda Lead vỡ vụn. Sau này người tài xế xe tải trình báo với công an huyện là đang đi với tốc độ 50 km/h thì đột nhiên anh nhìn thấy con ngựa trắng cao lớn đứng ngay đầu xe. Anh liền hoảng hốt đánh vô lăng sang trái, đúng lúc chiếc xe Lead chở vợ con Trung vừa đi tới. Xe lao đầu xuống mương, lái xe may mắn thoát chết, run run mở cửa xe bước xuống thì tài xế xe giận người khi nhìn thấy hai xác người bị bánh trước của xe ô tô đè lên. Hắn đã vội vã bỏ chạy. Vụ tai nạn rùng rợn với cái chết thương tâm của hai vợ con Trung xảy ra vào cuối tháng 9. Thì đến đầu tháng 11, người con trai cả của Trung sinh năm 1974 tự dưng lăn đùng ra chết. Cậu này thì không làm nghề mổ hay sát sinh. Cậu này được ăn học tử tế là một giám đốc doanh nghiệp ở Quảng Ninh, đang tuổi sức ăn sức làm, người vầm váp, khỏe mạnh, không bệnh tật gì. Thế mà một đêm đang ngồi xem tivi, anh ta đột nhiên kêu mệt, đau đầu cho nên đi vào trong buồng để ngủ. Nửa đêm anh lên cơn co giật, máu mũi, máu mồm, ọc da. Gia đình vội vàng đưa đến bệnh viện nhưng anh ta đã chết trên đường đi cấp cứu. Cái chết của cậu con trai cả khiến Trung hoang mang tột độ. Trung liền đi xem bói, thầy bói phán rằng gia đình bị một oan hồn báo oán. Trung kể lại việc giết con ngựa bạch mang thai cho thầy bói nghe. Thầy bói liền bảo đó là linh hồn của con ngựa báo oán. Từ hôm đó trở đi, Trung bắt đầu xì sụp cúng bái. Hắn sắm đủ lễ lạt, rước các thầy chùa về lập đan giải nghiệp, cầu siêu cho linh hồn con ngựa, tốn kém hàng trăm triệu đồng. Mọi thứ tạm yên được một thời gian. Sau khi ăn Tết xong, người con trai thứ ba của Trung lại lăn đùng ra ốm. Cậu này thì cũng đô con lực sĩ, mổ lợn thì nhanh thoăn thoắt, tương lai thì thừa kế ngôi vị đồ tể của Trung. Cho đến đêm thì cậu kêu mất ngủ, ban ngày thì chán ăn, người thì cứ mệt rũ ra, thi thoảng chợp mắt được một tí thì lại toàn nằm mơ ác mộng, ngựa đá, chó cắn, xe đâm, la hét ầm ĩ. Gia đình đưa đi khắp các bệnh viện đông y, tây y để điều trị nhưng bác sĩ chẳng phát hiện ra bệnh gì. Người thì ngày càng gầy yếu. Đến mùa hè năm đó thì cậu chút hơi thở cuối cùng. Cái chết của cậu khiến cho Trung càng trở nên sợ hãi hơn. Trung bắt đầu nghĩ đến những lời đồn thổi của dân làng về cái hậu vận của mình và hắn bắt đầu tin vào luật nhân quả. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, gia đình Trung mất 4 mạng người, vợ và 3 thằng con trai. Bây giờ, gia đình Trung chỉ còn mỗi thằng con trai út 17 tuổi đang học lớp 11 trường huyện. Tạm gác lại chuyện mổ xẻ giết thịt, Trung chăm sóc con từng bước, đích thân ngày 2 buổi đưa con đi học và về. Khi về nhà, Trung giữ gìn nó ở nhà, không cho đi chơi bóng đá, không cho đi bơi. Thế rồi, vào một buổi trưa nọ, trong lúc Trung đang ngủ say thì cậu út lẻn ra ngoài đi bơi cùng với 5 bạn. Ở trước cửa đình làng có một hồ 3 mẫu rất rộng, nước rất trong. Mùa hè thì đám thanh niên và trẻ con trong làng ra hồ bơi ì ụp suốt ngày. Cậu út của Trung thì bơi rất giỏi, vậy mà không hiểu tại sao hôm đó nó lại bị chết đuối. Mãi tới chiều muộn thì mới có thể vớt được xác lên bờ. Vừa nhìn thấy xác con bụng trương phình, da trắng bợt như con lợn vừa bị cạo lông, Trung học lên một tiếng. Rồi đột nhiên máu đen từ mũi, từ miệng, xác của con ọc ra như tháo cống. Ai chứng kiến cảnh đó thì cũng phải chết khiếp. Cái chết tang thương của đứa con cuối cùng khiến Trung hoàn toàn suy sụp. Trung suốt ngày ngập chìm trong rượu. Rượu vào là khóc, là chửi, là than. Cho đến một ngày không thấy tiếng khóc, tiếng chửi, tiếng than của Trung. Hàng xóm kế bên chạy qua, nhòm qua khe cửa. Họ hoảng hốt khi thấy Trung nằm sõng xoài trên nền gạch, máu chảy ra lênh láng. Họ phá cửa vào, mọi người rùng mình khi thấy trên yết hầu của Trung một vết cắt ngọt, sâu, máu vẫn còn đang đùn ra. Tay
tay phải của Trung nắm chặt con dao nhỏ, sắc bằng hai ngón tay, con dao mà chủ nhật cuối tháng ấy Trung đã dùng để xỉa một nhát thật ngọt vào yết hầu của con ngựa bạch. Các bạn đã được lắng nghe video Kinh hoàng những cái chết của gia đình ba đời làm nghề đồ tể của kênh Tử Vi. Nếu các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy chia sẻ để có thể ủng hộ cho kênh Tử Vi. Xin chào và hẹn gặp lại.